Thưa quý vị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh cùng lãnh đạo thị xã Kiến Tường tỉnh Long An và đơn vị tài trợ công ty Bamboo Power Public đến khảo sát để hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã. Đoàn đi khảo sát trực tiếp các cây cầu thuộc địa bàn ba xã Bình Hiệp, Thạnh Trị và Bình Tân. Các cầu này xây dựng đã nhiều năm bị xuống cấp, một số cây cầu xây dựng tạm bợ bằng gỗ đã mục, không bảo đảm an toàn khi lưu thông. Sau khi khảo sát, đoàn thống nhất dự kiến xây dựng 6 cây cầu, quy mô các cây cầu với thiết kế rộng 3,5 m, tải trọng trên 5 tấn. Tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu công ty Bamboo Power Public Thái Lan hỗ trợ. Việc hoàn thiện các cây cầu giao thông này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, mà còn mang ý nghĩa quan trọng về quốc phòng an ninh trên địa bàn các xã biên giới của thị xã Kiến Tường. Đây cũng là mong mỏi của người dân nơi đây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.